Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì hôm nay mình lại ngay cái chỗ này để mà quay cái cách mà người ta xuống đất cho mọi người xem đây. Ở đây thì chiếc xe lan này là 550 chục tấn nha các bạn. Chạy cái Cummins 315 hay là 350 gì đó mình quên rồi. Chiếc này thì ở trong là hai vách hai đáy, có ngăn hầm cách ly để mà cho các xe tràn luôn. Đây thì đã đổ hết một mớ đất rồi nè. Ở trên đó sẽ ben xuống. Cái này là lần đầu tiên mà mình thấy xuống đất kiểu này luôn nè các bạn. Thường thường thì người ta sẽ cạp hoặc là chuyền băng tải xuống, còn cái này là ben thẳng xuống tàu luôn nha các bạn. Đây thì quay sẽ quay gọi đến cho mọi người xem đây. Chiếc này thì là 8 khối nha các bạn. Nếu mà chở đầy thì 10 khối. Đó, chiếc xe ben rất là to luôn. Trời ơi. Dè như thế này đây. Dè như thế này có ben thẳng xuống luôn nha các bạn. Rất là cao luôn. Cao lắm nha. Ở ngoài sau đó thì đã có một mớ đất ở ngoài sau và nó sẽ giảm đi cái độ mà gơ xuống các bạn. Còn ngoài chiếc mũi này là chưa có nè. Trời ơi. Bây giờ thì ben xuống đây. Trời ơi. Đó, đất này là để chút xíu nữa mình hỏi coi đất này làm gì nha các bạn, hình như là đất này làm gạch các bạn ơi. Trời ơi xuống kìa. Xuống kìa má ơi. Thấy ghê vậy. Ôi tóc hành luôn các bạn. Thì chút xíu nữa mình sẽ đi vô trong đồng coi cách mà người ta lấy đất ở trong đồng cho mọi người xem luôn nha. Đây là anh tài xế nha các bạn. Chút xíu nữa mình có gian ảnh đi vô trong đồng luôn. Ôi giật ít. Mấy cái ôi mấy cái cục mà nó bự đó các bạn, nó rớt xuống là chiếc tàu nó gung luôn các bạn. Đất này là ở trong ruộng người ta cạp này rồi lại đưa lại cái nhà máy xử lý đựng nhào nặng nó để làm gạch ống đó các bạn. Gạch ống gạch thẻ để mà mình xây nhà, mình xây nhà đó. Nó xong một chiếc 8 khối. Chuẩn bị thêm một chiếc nữa đây. Đây ở ngoài đống đất này các bạn, cục nào cục nấy to lắm nha, đất sét không à. Đất sét nó rất là to. Mấy này thì đem lại nhà máy để mà xử lý làm gạch. Đây chuẩn bị ra thêm một xe nữa đây. Ở đây này mình để mình quay cho mọi người xem, đổ vài xe rồi mình sẽ đi lên trên nha. Đi lên trên rồi đi vô trong ruộng coi mấy ảnh cạp đất rồi vận chuyển ra đây như thế nào, rồi từ ở trên đó đổ xuống đây nó như thế nào nữa các bạn. Đây là lần đầu tiên mà mình gặp xuống đất như thế này nha các bạn. Rồi. Này tới nè này. Anh đã bắt đầu ve xuống nè các bạn. Mấy chiếc này thì 8 khối tại vì không có bẩn mà sao nè chứ. Nếu mà có bẩn mà sao chở đầy dung lên luôn thì tầm khoảng 10 khối. Mà này chắc cũng không tới 8 khối đâu các bạn ơi. Tại vì nhiều khi là chở lưng ít thì này nó tầm chung đó thôi. Khoảng đó đó các bạn. Đây giờ đổ xuống đây. Đây cho các bạn xem ảnh ben chỗ này. Trời ơi có mấy cục trên này rất là to nha các bạn. Đó nó rớt xuống kìa. Trời ơi. Rất là mau luôn. Cái này thì chiếc này 550 chục tấn, cái này đất mình không có biết là đất là nặng bao nhiêu tấn một khối nha các bạn. Còn bên cát thì nó tầm khoảng 1 tấn 4, 1 tấn 6 là một khối. Còn đất mình nghĩ chắc nó nhẹ hơn quá. Rồi xong một chiếc nữa. Đó bây giờ thì anh chạy vô, hình như là anh chở nó tới 3 chiếc xe ben lận các bạn. Chạy xen kẽ với nhau bởi vì rất là nhanh. Bây giờ để mình đi xuống hầm máy cái chiếc này cho mọi người xem một vòng nha. Tại vì ở trong cái thời gian chờ đợi xe ben ở trên ruộng chạy xuống đó các bạn. Thì giờ mình đi xuống dưới hầm máy cho mọi người xem. Đây là cái máy của chiếc xe này. Nên là mọi người xem nữa coi biết máy 315 hay là 350 không thì comment giúp mình nha. Cái này thì mình giờ của mình thì nó ná nhau giờ không có biết được các bạn. Chỉ mấy người thợ là mấy người mà người ta xài dòng Cummins quen đâu đó. Chứ người ta gành rồi thì người ta giờ biết ha. Còn hộp số thì 135A, cái này máy tua đây. Bị che lại luôn rồi các bạn ơi. Wow,
cái phần chụp bô đây, cái chụp bô này hình như là cái hình như là mình nhớ là cái chụp bô này là như là của N14 này các bạn. Còn máy thì 315 hay là 350 gì đó mà mình quên này. Thôi bây giờ đi lên trên các bạn, lên trên coi xem coi có đắt xuống nữa chưa. Đây ở trên trận đã bắt đầu thêm một chiếc nữa đây các bạn. Nãy giờ thì chiếc này là chiếc thứ ba nha. Quay xong ba chiếc này mình sẽ đi lên trên để mà quay cái góc hình ở trên cho mọi người xem. Trời ơi, nhìn ở ngang quá. Đó, anh về trên cái cầu cảng này các bạn. Ở dưới này là giống như là một cái gầm xe vậy nha. Anh hàng sắt rất là dày ở trên những cái trụ bê tông. Bây giờ thì bắt đầu ven xuống tới đây. Đó. Cao thôi lôi ở trên đó các bạn. Đây ben này. Đổ xuống một cái là tàu rung luôn các bạn, mấy cái cục đất mà bự á. Đó, đất chuẩn bị rớt xuống đây. Trời ơi. Ở ngang quá. Đó. Trời ơi rung luôn các bạn. Trời. Cái chiếc này thì nếu mà 550 chục tấn thì nhân ra khối đất này chắc mình nghĩ là chắc cũng tầm khoảng 300-400 khối nha các bạn. Rồi xuống nè, giật nè. Giật cho nó đừng có dính vô cái ben cái thùng của xe các bạn. Cho nó xuống đó anh giật nè. Này đổ rất là mau, này thì tầm buổi sáng là sẽ đầy tàu này. Tại vì ba chiếc chạy liên tiếp thì nó rất là nhanh các bạn. Ờ anh giật hoài vậy. Xuống chưa mà anh giật hoài vậy. Rồi xong thêm một chiếc nữa rồi, bây giờ mình sẽ đổi góc nhìn đi lên trên nè cho mọi người xem nè. Vào ở dưới này nè thì nó tầm gần nửa tàu các bạn. Ở ngoài chiếc mũi thì chưa có. Ở đây thì người ta đổ chừng nào đầy ngọn sẽ lui tàu từ từ lại, chứ không có giờ gần cái một cái tới chiếc mũi nha các bạn. Tại vì để cho nó có cái chân đất đó ở trên đổ xuống thì nó sẽ kiểu giống như nó nhẹ hơn, nó đỡ bị giặt tàu hơn các bạn. Còn ở chỗ này mà mình trên mình lên thẳng xuống là tàu nó rung ghê lắm. Nè có cái chân đất này nó đỡ đi cái độ mà ở trên rớt xuống, nó giảm lại cái tốc độ nha các bạn. Chưa kịp đi lên nữa thì ở trên thêm một xe xuống nữa này. Để mình quay cho nó xong luôn chiếc xe này đi rồi đi lên trên nha các bạn. Lên trên rồi họ đi vô trong đồng coi anh móc đất như thế nào, rồi vận chuyển nó ra sao, cái đường chống là đường đồng. Mấy chiếc xe này chạy cũng cà lết cà bò, nhìn nó cực khổ lắm đây các bạn. Tại vì đường ruộng mà, chứ đâu phải đường nhựa đâu. Anh đang ve ra người tới rồi. Ôi ơi. Cái này là lần đầu tiên mà mình thấy mà xuống hàng như thế này luôn nha các bạn. Tại vì nói chung là đa số từ đó giờ thì mọi người đều thấy rồi, văn tải nè, hoặc là người ta sẽ cạp xuống, dùng cái ve cạp xuống, hoặc là sáng cạp dây người ta cạp xuống. Ôi ơi, ve ra anh ơi, từ đó. Bây giờ bắt đầu ven xuống đây. Ven lên này các bạn. Xe này là hình như là xe hai giò, mình không biết là nói này đúng không, nhưng mà mọi người nào gần về xe thì bình luận giúp mình nha. Trời ơi, nó người nghiệu ở trên đó. Trời ơi, các bạn thấy không, mình ngồi đây mà quay phim mà cục đất nó bay qua đây cái chân lọt xong luôn. Hơi bị chá nắng một chút xíu nha các bạn. Rồi bây giờ để mình đi lên trển, để hồi sinh theo ảnh ngồi, chứ ở dưới này hoài là không có quay được ở trên luôn. Đó bây giờ chèo lên tới cầu cảng nè. Đây là hai cái đống đất ở trong ruộng nè các bạn. Ở trong trống là hình như là đang có một chiếc Kobe đang hoạt động ở trống á. Ba anh xe ben đã chạy vô trong trống rồi. Đó các bạn thấy cây cằn không? Đó bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây đợi cho anh ben thêm một xe nữa, rồi mình sẽ chèo lên xe đi với ảnh đi vô trống coi nè. Cạp như thế nào rồi xuống đây nè các bạn, giờ anh thấy không? Nghiều nghiệu ở dưới á.
Ở trên này thì giống như là một cái cầu cảng để mà làm riêng cho chiếc xe ghe ra nè các bạn. Đa số là bằng sắt nha, sắt cái là dày luôn. Tại vì cái trọng tải chiếc xe nó rất là nặng rồi, nó chở thêm 8 đến 10 tấn đất ở trên đó nữa. 10 khối đất nữa chứ, thì nó tầm khoảng 10 tấn, 10 tấn 11 tấn nữa các bạn. Nó rất là nặng. Ở trên này mà ben xuống nè các bạn. Hiện tại thì tàu khẩm cũng gần được phần nữa rồi. Đó, bây giờ thì anh đã bắt đầu chạy ra đây. Xe này là hình như là hiệu của Hyundai đó các bạn. Không biết mình đoán đúng không, nhưng mà mọi người nào gần về xe giờ làm thử coi biết không nha. Giờ làm thử coi có đúng không, không đúng thì comment lại giúp mình nha các bạn. Bây giờ ảnh chạy nè, cái trên cái đường ruộng cà lắc đó các bạn. Tại vì trong chỗ nó không có bằng phẳng, chỉ là giống như là một cái con đường mòn thôi. Ra tới đây thì ảnh sẽ quay đầu dây xe xuống đây rồi sẽ ben. Đâu rồi, anh tài xế rồi. Anh tài xế quen thuộc không? Không biết. Đây, anh tài xế đây. Rồi, dê xuống, đổ các bạn. Đó. Trời ơi, ngoài sau tháo bẩn luôn. Xe ben ở đây là ngoài sau này tháo bẩn hết trơn luôn nha các bạn. Không có chiếc nào chưa bẩn hết trơn. Nè. Tới luôn. Quá hay mấy anh, anh chạy mình không bạn khỏi cần lơ luôn. Xuống. Rồi cái cầu nó kêu gắt nãy 2 tiếng đó. Rồi bây giờ anh chuẩn bị ben lên rồi các bạn. Chung là lần đầu tiên thấy xuống hàng như thế này nha các bạn. Lên anh ơi. Đó. Chắc chưa gớt xuống nữa. Rồi, đó các bạn, đổ xuống kìa. Giống như là một ở trên cái thác mà đổ nước xuống vậy. Mấy cái cục bự là nó rớt xuống cái cung tàu luôn các bạn. Đây anh ve cà giật kìa. Cho nó rắc cái đừng nó dính vô nha. Đây rồi bây giờ mình đã đi lên trên chỗ anh tài xế nha các bạn. Giờ sẽ đi chạy trong chổng đi lấy đất này. Cái đường này là giống như là cái đường mòn nha, lắc dữ lắm. Hồi nãy mình quay hết khúc rồi nó lắc quá chịu không nổi, mình cắt đoạn đó bỏ quay lại rồi các bạn ơi. Lắc quá mọi người coi còn chóng mặt luôn, mình ở đây mình ngồi ở đây nãy giờ là cũng muốn say sẩm rồi đó. Chiếc xe này hồi nãy anh lái là 8 đến 10 khối hả anh? Đúng rồi, 10 khối, nếu mà chỉnh luôn là 10 khối đó. Dạ. Rồi nó lắc nè. Cái này mà mấy anh tài nè không quen này vô đây là ghim mình hết trơn nha các bạn. Ở đây thì có hai xe ben hoạt động với một chiếc xe cuốc ở trong chổng. Xe cuốc đó sẽ múc liên tục cho hai chiếc xe ben hoạt động đổ xuống dưới tàu nha các bạn. Tốc độ rất là nhanh. Rồi cái đường này trời má ơi. Rồi nó lắc kìa. Nó lắc kìa. Chưa. Không quen là tối cũng với mình á. Dạ. Lúc tour ở đây chạy 2-3 ngày. Dạ. Thích chuyện cũng muốn đi làm. Cái này là mình làm giờ hành chính là tới 5 giờ chiều anh nghỉ ha. Đúng rồi, làm 2 buổi. Dạ. Thì mấy cái đống đất này thì anh múc. Ủa cái đất này mình dự trữ hay là mình không xài tới anh? Múc dự trữ. Dạ. Để vô bên nhà máy cặn đó thì chuyển về. Mình cố gắng kèm cái điện thoại dữ lắm rồi đó các bạn. Rồi tại vì nếu mà nó còn rung thì mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi nó lắc, trời ơi nó lắc. Chạy là gì giảm lắm rồi đó. Dạ. Chạy cái này nào ai mà không quen đi xe là bên đây anh đẩy cho tôi một là chừng 500 mét là ối mửa luôn. Ê, trời. Ê, giờ trong chỗ chiếc xe gần cậu xe cuốc dần vàng nữa các bạn. Thì anh đó anh sẽ múc ở dưới đó rồi đem lên luôn nha. Đất này là đất ruộng mua để mà làm gạch đó các bạn. Ừ.
đất làm gạch thì thường thường người ta lấy cái phần ở dưới sâu là nhiều các bạn, tại vì dưới đó đất sét nhiều nó dẻo, còn phần ở mặt trên thường thường là người ta múc bỏ tại vì nó có sình dưới đất non đó các bạn. Đây múc đó giờ được như đây này, bây giờ thì gieo vô nữa. Rồi nó lắc. Để cho các bạn xem kiến hậu đây. Chuẩn bị gieo vô. Vậy mình nhảy ra ngoài cho các bạn xem ảnh cạp nha các bạn. Chiếc này thì như là 07 09 vậy nè các bạn. Hồi nãy anh nói mà mình quên rồi. Đó, móc những cục đất nè. Bỏ lên trên xe. Xe này hồi nãy mình mới vừa ngồi trên chả ở đây. Trời ơi. Cái gào rất là to nha các bạn. Cái này múc chừng tầm khoảng 5-6 gào là đầy xe quá. Chiếc này rất là lớn, chiếc xe này rất là lớn. Đây là cái khoảng mà ảnh đào từ đó giờ nè. Sẽ đào từ lớp rồi sâu xuống nha các bạn. Tại vì đất làm gạch rất là khó. Ở trên mặt là hình như mình nói là nghe nói là bị bỏ hết một lớp như thế này nè. Tại vì ở trên đó là đất non với sình đó các bạn. Khi mà làm gạch là phải lấy đất sét như thế này nè, rồi người ta nhồi nặng nó mới có đi cái độ dẻo thì làm gạch mới được, nó không có bị bỡ gỡ các bạn. Cạp vô nè các bạn, thấy anh cạp đều cái ghê không, nguyên một lớp luôn, giống như là một cái miếng bánh da lợn vậy. Mấy anh ở đây thì làm theo giờ hành chính cơ mà, sáng rồi tới trưa tới chiều là 5 giờ là nghỉ nha các bạn. Một ngày ở đây thì hoạt động chỉ được một tàu ở dưới thôi, tại vì ở đây chỉ có một chiếc tàu duy nhất ở dưới chạy thôi các bạn. Ủa. Đây gào này nữa chắc đầy rồi quá. Bây giờ mình sẽ đi lên xe nha các bạn, đi lên xe coi rồi chạy ra ngoài rồi cho mọi người xem đổ xuống đó nè. Cái anh ở ngoài ngoại thì anh mới vừa đổ xong anh vô đây các bạn. Mình ra là anh vô liên tục luôn, rất là nhanh. Ủa mình đổ đại tàu đó là rồi chứ đâu còn chiếc nữa anh. Đúng rồi, hồi trước thì mình đổ đại tàu mình còn khai thác, giờ đoạn đất này là mình khai thác là hết. Dạ. Đổ tàu thôi. Dạ. Hồi xưa thì hết tàu thì mình muốn mình dự trữ cho đó ha. Đúng rồi. Giờ thì hết tàu là nghỉ luôn, nghỉ các bạn, đợi rồi. Đợi qua ngày sau làm tiếp. Đó, bây giờ bắt đầu tiến ra ngoài đây. Xe mà có đất thì nó đỡ vòng hơn một chút xíu các bạn. Hồi nãy xe có đất vòng ghê quá. Đi ra ngoài bắt đầu ben xuống. Tám chiếc này thì 10 khối một xe như thế này. Chiếc xà lan ở dưới thì 550 chục tấn các bạn. Thì đất này chắc có thể là nó nặng hơn, nên chạy cũng phải bốn mấy năm chục xe là sẽ đầy ở dưới nha. Thì một anh tài xế sẽ chạy mười mấy hai chục xe. Ôi đây đóng đất hai bên rồi, đây dự trữ trước nè các bạn. Khi nào mà ở bên lò gạch cần là sẽ xúc ở đây cho nó nhanh. Còn bình thường thì cứ khai thác ở dưới mặt đất đem lên thôi. Ôi cái đường này trời ơi cái này nó lắc mà giống như là đường mà cái đường đi đánh Mỹ hồi xưa. Thêm cái hình bản đồ Việt Nam ở đó nó quẹo. Đó. Bây giờ thì mình xuống xe nha các bạn, coi ảnh quay đầu đường ve đít xuống đó nè, ve cái lái xuống đó. Rất là hồi nãy ngồi trên xe rất là khó chịu nha các bạn, tại vì cái đường nó rất là sốc luôn. Cái này nếu mà ai đi không quen hay là
Nói chung thì ảnh làm nghề mà ảnh nói như thế thì các bạn hiểu rồi đó. Thấy anh nào không quen là vô đây chạy một ngày một là ra với mình thì các bạn hiểu rồi đó. Còn mấy người nào mà không quen đi xe lớn thì đẩy một chuyến hai chuyến là ối luôn các bạn ơi, đem bọc theo mà hứng luôn á. Bây giờ ve xuống, anh nói hồi đó ve xuống rất là gung giò nha các bạn, tại vì hai cây cầu nè, cái cầu nó rất là vừa chiếc xe luôn. Anh nói hồi đó ve xuống hả là gung giò luôn đó, nhưng mà bây giờ anh chạy lâu thì anh quen rồi đó, ghê chưa, chạy lâu rồi nên anh quen rồi các bạn. Chứ hồi đó là ve xuống là anh nói là gung giò luôn, không dám ve luôn. Một ngày thì anh sẽ làm từ sáng tới chiều như thế này, mà chiếc này thì có thể là tầm khoảng chút xíu là hết rồi, chút xíu là anh sẽ đừng nghỉ các bạn, tại vì cũng gần đầy rồi. Một xe đó rồi, bèn cái đầu nó nổi bánh lên luôn các bạn. Đây anh giật, đây anh giật cho các bạn xem đây, tại vì đất ở đây nó dính vô trong cái thành rất là nhiều, đất ở đây nó dẻo lắm các bạn, vì giật như thế này nó mới rớt xuống được. Hồi nãy mới ngồi trên chả nó giật mấy cái gì mà bụng mình nó lộn xộn chẳng hết trơn đó. Cháo gạo gì nó xay đều giống như sinh tố chẳng hết trơn các bạn. Đây cho các bạn xem thêm một xe nữa đây các bạn. Xong xe này có thể mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Nó đây các bạn gọi đến cho mọi người xem thì đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái cách xuống hàng như thế này. Nói chung là rất là mới lạ luôn các bạn. Với thêm phần nữa thì nó cũng rất là nhanh, nhưng mà mình phải đòi hỏi là cái độ an toàn cao các bạn. Tại vì tàu phải cho cứng mới được, với thêm cái cầu cảng là phải làm cho nó cứng cáp. Tại chiếc xe ben như thế này nó rất là nặng. 10 khối đi các bạn đã biết là nó nặng dữ trời luôn rồi, cộng thêm cái xác xe nữa các bạn. Rồi xuống cái chiếc tàu chút nhích bơi ra bơi vô luôn nè, bạn thấy không, dây kéo thẳng dây luôn rồi nè. Rồi đứng ở trên này dòm cái góc này mới phơi nè các bạn, tại vì hồi nãy đứng ở dưới kia dòm không có hết được, giờ đứng trên này thì dòm nguyên cái chiếc xe với chiếc tàu luôn nè, dòm thấy toàn bộ màn hình. Đây cho các bạn thêm một xe nữa nha. Quá trời, trên này dòm xuống ghê quá các bạn ơi, lộn cái góc hình bên đây dòm ghê quá, ảnh ben từ trên ben xuống á, dòm nó hơi hấp dẫn. Đó, tới thêm xe nữa đây các bạn, rất là nhanh nè. Cái này tàu này rất tầm khoảng buổi sáng là đầy rồi, thì tầm khoảng 4-5 tiếng là đầy rồi các bạn. Cái này ben thêm vài xe nó là thấy khẩm rồi, cái này hơn nửa tàu nhiều lắm rồi các bạn. Ôi ôi ở ngang quá, đắt gớt nè. Đó dây kìa, dây giật ra kìa, đó thẳng cái cọng dây lên luôn các bạn không. Thôi xong giờ xong xe chưa đâu các bạn, hồi ảnh còn giật nữa nè, giật dầm xe nó lắc lư nữa. Đó giật nè, giống như là đang ở trên cái ngọn núi mà ben xuống vậy các bạn. Đó rồi xong một chuyến nữa rồi. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin kết thúc ở đây luôn nha các bạn. Chung thì hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Mình lấy cái nào hay mình sẽ quay ra đến mọi người xem tiếp nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình nha.